Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đang xem clip ở trên channel của mình. Và hôm nay mình sẽ làm về cái âm nhạc NCS. Và hôm nay mình sẽ liệt kê từng bước để hướng dẫn cho các bạn luôn nha. Dành cho những các chị bạn mới muốn làm một kênh âm nhạc về NCS. Về cách chúng ta kiểm tra bản quyền như thế nào và cách chúng ta làm nhạc ra sao thì hãy xem vì qua hết clip này nha. Còn bây giờ, bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ đi vào hướng dẫn luôn là bước 1. Bước 1 là bước các bạn phải tìm được cái nhạc NCS mới nhất và kiểm tra cái bản quyền nó. Cái điều này rất quan trọng. Đa số các bạn vấp phải là chết kênh ngay. Đầu tiên các bạn sẽ vào một cái kênh âm nhạc của NCS hay là một cái kênh âm nhạc nào mà nó cho các bạn sử dụng lại nhưng mà được phép nha. Là cái kênh mà gọi là cái kênh từ hồi lâu đời nhất. Ok. Rồi, và bây giờ để tìm về cái âm nhạc của bài hát thì chúng ta phải làm như thế nào? Là bước 1. Bước 1 nha, bước 1 phải tìm được và tra cái bản quyền nó như thế nào. Rồi, ở đây có rất là nhiều bài. Và những cái bài tổng hợp này thì chúng ta khoan làm đi, tại này vô chuyên sâu nó sẽ khó. Và tìm ra những cái bài ngắn nhất mà trên NSS họ đã up lên. Không, 4 4 4 ngày, 6 ngày cái bài nào cũng được. Đây là một cái kho âm nhạc kinh khủng lắm. Nha. Ở đây giờ mình chọn một cái bài nhạc đi. Đây là một cái bài 2 ngày trước rồi bài này. Thì ở đây mình đã lúc qua đây rồi ha. Mình làm vậy cho nhanh chứ mình đừng thao tác thì nó sẽ lâu. Đó, sau khi mình chọn cái này mình phải kiểm tra. Tới khâu là bạn là kiểm tra cái bản quyền. Đây rất là quan trọng khi anh xét nha, làm nhạc anh xét. Các bạn mới xem mà và mở ra thì ở đây chúng ta phải kéo kéo xuống. Nếu không được đọc được tiếng Anh thì chúng ta lướt chuột phải dịch tiếng Việt ha. Rồi mà xem biết cũng quen thôi. Các bạn cứ để ý nè, mấy cái những cái phần là chấm 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 này nè. Đó, bạn thấy không? Chấm 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 nè. Là những cái mà nó kêu là when you using the check check we symbol at that's your this your description. Khi bạn sử dụng một cái track âm nhạc này của tôi thì bạn hãy hay hay làm những cái điều khoản là bạn hãy bỏ cái thông tin bên dưới đây nè, bỏ vào cái description và bỏ vào cái phần mô tả của các bạn. Đó thì các bạn chuẩn bị làm bài nhạc này các bạn phải copy, đúng không? Copy nha. Ở đây là cái file file này đúng không? Thì các bạn sẽ phải qua một cái file notepad trước. Và tại vì sao? Tại vì ở trên file Word á, nó bị lỗi lắm bạn, lỗi ban đầu thôi không gì hết đó. Rồi bây giờ anh có nè, chắc bạn có bị lại qua Word thì nó không bị lỗi này đó, thấy chưa? Đầu tiên là cái phần này trước, thấy chưa? Rồi xong cái bước bản quyền nha. Đấy, giờ là xong cái bước bản quyền âm nhạc rồi đó, bạn nào an tâm rồi đó, thấy chưa? À, và các bạn nhớ lưu lại cái tiêu đề. À, để hồi mình làm sale. Rồi, xong một bước. Rồi. Rồi, bạn copy cho mình nha. Rồi, xong bước kiểm tra bản quyền âm nhạc rồi hết ha. Rồi qua bước 2 là bước tải nhạc xuống. Rồi bước 2 thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn cũng vào cái bài âm nhạc. Và các bạn sẽ gõ trang web này cho mình ha. it.io thôi rồi. Các bạn gõ lên là nó ra này, không? Chúng ta chuyển qua phần là tab MP3. Thì qua cái tab bên đây thì chúng ta sẽ copy. Copy URL cái đường link này. Rồi các bạn bỏ vô. Chúng ta get get link MP3. Đó thì đây các bạn có thể chọn lên cái 320 hay là 90 thì tùy các bạn ha. Đó mình ghép nó xong ta tải xuống thì đây mình tải rồi đúng không? Thì như vậy là ta đã xong được cái bước 2 rất là đơn giản thôi các bạn, đúng không? Tải âm nhạc là quá đơn giản rồi ha. Hay các bạn có thể gõ nhiều cái công cụ khác đúng không? Rồi xong tiếp đến qua bước 3. Bước 3 là gì? Là bỏ vào ứng dụng biên tập video. Vậy ứng dụng biên tập video này là gồm những gì? À, nếu là trên PC thì các bạn có thể dùng phần mềm
Filmora rồi, hoặc là Camtasia, hay là vân vân, hay là Vimeo. Nói chung là tùy do cấu hình máy của bạn bằng mạnh. Nhưng ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn không cần dùng những phần mềm gì ở trên máy tính cả, và chúng ta dùng hẳn ở trên cái phần là canva.com, và nhớ là phải là phiên bản RAW chúng ta mới làm được nha. Rồi bây giờ qua phần Canva. Thì đây tôi đã mở sẵn cái phần Canva đây, và để làm ra được những cái thứ này thì bạn vô phần là Element, sau đó bạn tự sáng tạo, tự gõ, tự tìm cho riêng bạn, và logo thì đương nhiên là các bạn phải tự thiết kế nha, tự thiết kế một ở trên Photoshop hay là thiết kế trên đây luôn cũng được, cái này là do các bạn tự tư duy nha. Rồi bây giờ tới phần làm âm nhạc edit film thì như sau. Đầu tiên tôi sẽ copy cái phần tiêu đề của bài nhạc, bỏ cái này N10 cũng được ha, từ từ đi các bạn xem. Đó, nhiều quá bỏ bớt. Rồi thấy không, cái cảnh này cảnh những lúc trước tôi làm rồi, giờ tôi tìm một cái video clip khác đi, thấy không. Nếu mà cảnh, nếu mà bài nhạc tâm trạng buồn á thì các bạn rõ là đen đi, thấy không, cho nó vui nhộn. Đó, đó. Đó, cho nó kịch tính nè, cấp đó, hãy qua rồi, ok, thấy chưa, đó, lạ lắm đúng không bạn. Rồi và cái thời gian này nè, bạn lưu ý giúp mình nè, ở trên cái clip này mình sẽ xem cái thời lượng nó như 3 lít vô bị văn gám 3 phút 34 giây là phải tính nha, phải tính được cái thời gian này để chúng ta ra sau này giảm bớt. Ngay từ đây bạn bỏ bớt luôn, bỏ ngay cái đầu tiên cũng được, bỏ đi đây 3 phút 52 không còn. Mấy cái này bạn bỏ cũng được, hay là bạn thêm gì cũng được. Đó, thêm cho nó đầy màu sắc xíu. Rồi cứ để vậy thôi. Rồi hết rồi, cỡ 3 clip đầu rồi, rồi còn mấy sau các bạn cứ biến tấu thôi. Bỏ đi, 3 phút 41. Thêm cái nữa. Bỏ đi. 3 phút 31, 3 phút 34. Nghĩa bạn phải nhân bản một clip rồi. Double là 41 34. Và kéo rê lại. Rồi 39, ok. Rê tầm như vậy là được rồi. Và tiếp đến các bạn có thể đổi clip, clip này lên clip kia xuống cũng được ha. Như mình làm nhiều bài quá thì mình phải cháo, gọi là cháo, gọi là thay đổi bớt. Đó, miễn sao nó vẫn là trong cái thời khắc đó. Đó, rồi ở đây các bạn có thể copy nè, bạn đó nhân bản nè, nhảy lên đây đó, thì nhảy lên đây mình làm sẵn nha, cái này mình thiết kế sẵn rồi, ok để đó. Dạ, ta bước này chúng ta biên tập như sau ha. Giờ chúng ta cho nó chạy, chạy như thế nào thì bạn phải up bài nhạc lên. Ở đây mình up lên rồi, up bài nhạc thì vô upload nè, vô upload media, và tiếp đến mình từ cái bài nhạc hồi nãy mình đẩy xuống nào, up lên, đơn giản này thôi. Mình up sẵn thôi để nó lâu, để nó bạn chờ lâu. Rồi lưu ý khúc biên tập đây nè, đây cái khúc này rất là quan trọng này nè, đừng để nào bạn thấy không, một sóng âm nhạc nè, bỏ nè, hai sóng âm nhạc nè, bỏ nè,
bỏ cái sóng âm nhạc đi, rồi bỏ hết đi nha, và phải kéo cái thanh này nè, kéo ra ngoài đầu hết cho mình, ra ngoài đầu này nha. Cái thanh này rất quan trọng, mình để sai chỗ thì âm nhạc nó nhảy tùm lum luôn, gửi cho mình thấy chưa, nó phải nằm ngay đầu này. Rồi sau đó bạn mới lít vào cái này, lít đít vô, không lít đít là hai lần đúng không, ta bỏ phải kiểm tra kỹ nha, dư thì bỏ rồi. Rồi ok đó, như vậy là được rồi đó. Rồi cứ như thế là các bạn tự tin xuất ra thôi, được chưa, âm nhạc cái này là hết rồi đúng không, bạn có thể kéo lại được đó, thấy không, tới đây hết nhạc rồi. Rồi ok, sau đó chúng ta xuất xuất bạn nhớ kiểm tra lại khúc này rồi thấy không, nó chưa tích vô, chúng ta tích hết đinh và M4 ha, các bạn xuất. Rồi đến khúc này các bạn chờ thôi, cỡ 50 phút gì đó tùy, nếu mà mấy bạn càng mạnh nữa, mấy bạn mà rồ nữa thì cái này cái vèo là nó xong, nhất là mấy cái coi i7 coi i9 mà dùng làm phim làm nhạc đưa lên đây là chạy phà phà. Rồi xong cái phần là bước 3, bây giờ sẽ qua là bước 4, và bước 4 là cái bước mà tới vườn sale châu, trong khi nó đang làm việc trên đó thì chúng ta ở đây làm sale, thấy không, sale tiêu đề. Thì ở đây tôi sẽ mở cái kênh YouTube của tôi ra đây, và tôi chuẩn bị sale cho nó thì như thế nào. Đầu tiên mình sẽ copy cái phần này rồi tới phần sale đúng không, bạn bỏ bớt cái này cũng được. Rồi ở đây bạn có thể thêm kinh của bạn vô, đơn giản thôi, đây nè, no copyright. Rồi xong cái này qua phần sale thô. Rồi, sale thô thì tôi có một cái công cụ để làm sale rất là tiện lợi đó, tôi chỉ cần bỏ lên thì nó ra cái phần sale thô cho tôi rồi. Còn bạn thì có thể lên YouTube hay là lên gõ phần mềm sale thô, còn nếu ai cần thì cứ liên hệ inbox mình hay comment bên dưới video clip. Rồi sale thô tôi để đây. Rồi tiếp đến tải bức ảnh thumbnail, thì cái này là cái khâu nó lâu nhất nè, tại sao tôi phải hướng dẫn cái này trước, tại nó là lâu nhất. Thì mấy khúc này khi nó làm xong việc này thì chúng ta sẽ làm những cái việc khác tiếp, giờ sale tiêu đề xong rồi đúng không. Rồi ở đây tiếp đến làm ảnh thumbnail cũng vô Canva luôn, tôi làm cho nó nhanh, tôi cũng vẫn làm nó có sẵn luôn rồi. Đây kéo lên đầu đây, cái phần này thì tôi muốn làm cái tấm ảnh này đi. Đây thì tôi sẽ chỉnh vô DaWatt luôn nè, rồi tôi tải xuống là bằng chế độ là JPEG. Rồi ở đây nó là 19010 đúng không, kệ nó. Rồi ở đây tôi sẽ chọn cái phần bay 2, tại cái này là bay 2. Rồi tôi lít lên và tôi DaWatt xuống. Rồi sau đó tôi sẽ mở lên, tiếp đến tôi mở cái phần sale lên nè. Rồi tiếp đến tôi mở tiêu đề sale ảnh sale thô bằng lít chuột phải vô detail để đây đó, apply ok. Như vậy chúng ta đã có một tấm ảnh thumbnail. Ở đây các bạn muốn chuyển nó xuống lại thành một 1280x720 rất là dễ, bạn lúc chuột phải bạn vô phần pen, cái phần này trên máy tính bạn tự có, vô phần resize vô pixel em gọi là 1280, nó sẽ đúng định dạng lại, và sau đó bạn lúc vào slide. Đó.
rồi, ghi chữ upload. Và lúc này nó nằm ở ngoài desktop. Này thì tắt đi. Sóng gió. Tắt đi ha. Giờ nằm ngoài đây. Giờ tôi vô tôi xem lại một lần nữa. Rồi nó có sẵn luôn rồi. Vậy thì chúng ta không cần xem lại. Rồi nằm vào đây ha, giờ kiểm tra đúng không, detail 1280x70 rồi chuẩn xong ha. Giờ lại xong luôn cái bước này nha. Xong rồi, giờ qua tới bước 6. Bước 6 là tải clear edit xong và siêu thô. Cái video clip mình cũng phải share luôn nha. Siêu thô thì các bạn cứ copy cái phần, cái phần ở đâu, cái phần ở đây này đó, để bỏ vô đây luôn đi, tải ảnh này đó, siêu thô rồi, cái này cũng là siêu thô luôn, để chúng ta dùng cái này rồi. Đặc biệt nè, giật tới cái mẹo nè, bạn làm sao vang nhạc này đúng không, bạn sẽ dùng cái là VIP IQ, bạn tải thêm cái bộ thể tác của nó đó, cái này cái mẹo nha, xem video và xem ảnh này nè đó, bạn có thể copy thêm rồi cho mốt nó cắn đề xuất thì nó ăn theo hết rồi. Detail vô phần tác nè, thêm vô enter đó, cái mẹo nha, cái này ít ai chỉ bạn lắm. Rồi sau đó thì bây giờ tới bước 5, giờ để tới bước 6 nha, bước 6 này, bước 6 là chúng ta sẽ chờ cái video coi nó xong chưa ha. Giờ ra coi mới được như đây các bạn thấy chưa, thì quá trình nó xuất nó cũng hơi lâu, vì vậy là phải làm những công việc khác, chờ đúng cái khâu mà up lên thôi nha. Giờ chúng ta còn bước 6 nè, xuống là xe thô ngay, xe thô xong đó là bỏ thẻ tác vào đúng không, xe thô bỏ thẻ tác vào xong cái là mình chuẩn bị khâu là upload luôn, upload xong ta share video trên YouTube đúng không, chúng ta sẽ đăng lên web luôn rồi. Ok bạn chờ nhé, chờ chút xíu, vậy chờ bước nó tải xuống nè. Ok như vậy là video clip nó đã chuẩn bị sắp tải xuống xong rồi này. Các bạn xem nha, chờ chút. Ok bây giờ quá trình nó render ở trên cái camera xong thì các bạn sẽ thấy là lúc này nó đang tải xuống và thời gian nó tải sẽ còn là vài chục giây. Thì cái này chúng ta sẽ chờ luôn nha. Chờ xong thì các bạn sẽ làm tiếp là bước 6. Bước 6 là bước chuẩn bị tải cái video edit xong và siêu thô nó. Chúng ta chuẩn bị copy cái này và chúng ta chờ. Rồi. Ở đây gần xuống hết nè, bạn nhìn đây ha. Và chúng ta tìm ở đâu? Tìm ở phần download. Đây các bạn chờ chút xíu nó sẽ thấy này, gần xong, gần đây rồi. Ok các bạn thấy không, thì như đây là cái clip vừa mới xong rồi. Chúng ta việc tiếp theo là sale ngay, được chưa đó, thì mình đã vừa đang làm cái này thì chúng ta làm sale ngay. Ok vào đây copy cái bộ thể tác này và các bạn paste vào, enter, apply. Ok và bây giờ sau khi sơ thô của cái clip xong thì chúng ta tới việc là upload luôn. Upload thì bạn lên kênh YouTube, bạn ở đây và upload video
Rồi, click vào Select File. Sau đó các bạn sẽ tìm đến cái clip đó và up lên đây. Rồi đến lúc này chúng ta sẽ tới phần là sale. Đây sale tiêu đề á, lấy từ cái tiêu đề nè, bạn sẽ bỏ vô. Rồi ở phần description các bạn sẽ paste vào, được chưa? Và rất là quan trọng ngay khúc này, khi up lên nè, bước này đang làm nè, không cho là xong luôn đi ha. Rồi cái này đăng lên web, đăng lên mạng xã hội thì tính sao đi. Và nhảy qua bước chính cho mình nè, bước này nè, bỏ link rất quan trọng nha, ai xem đến đây thì nắm nha. Bỏ link cho phép sử dụng âm nhạc NCS vào mô tả, thấy không, hay gọi là description này các bạn. Đấy cái câu nó điểm nhấn, cái khâu này là cái khâu rất quan trọng từ cái bước 7. Rồi các bạn phải quay lên đây, các bạn copy nó, copy dòng này mình nè. Quá trình clip nó đang up lên thì chúng ta phải up up theo liền luôn nha. Đây bạn bỏ nó nào cũng được, nhưng ở đây mình có cái cấu trúc nó hết rồi thì mình sẽ bỏ từ cái khúc này đó, bỏ vào. Tới bước này á thì các bạn bắt đầu sale đây, bạn xóa hết đi. Rồi đầu tiên bạn cho cái kênh của bạn vô trước. Rồi tiếp đến bạn copy cái tiêu đề bài hát, rồi viết, rồi các bạn copy hết một lần này luôn. Xong cái khâu này thì chúng ta dùng cái bộ thao tác này copy hết. Nhớ nha, nó được chỉ được 500 thôi, nhưng mà quá đó, thì tính sau. Đó, nó kêu là không, you start sharing a lot cho rep cao, bạn đã quá vượt quá cái số lượng cho phép thì chúng ta xóa bớt một số đi, những cái gaming nào không phải nè, xóa đi. Đấy, xóa. Xóa rồi. Thấy nó xanh lại là 474 từ khóa là ok được. Các bạn có thể cho thêm vài từ khóa vô. Nó 98 là ok, đẹp rồi. Rồi. Tiếp đến gì nữa? Tiếp đến là bước chúng ta làm gì? À các bạn chọn cho mình nè, có vài cái danh sách phát thì chọn vào ha. Rồi tới cái thân mail này, rồi bước này không đăng lên chưa, bước này chưa phát video. Rồi cộng thêm cho mình nha, cộng thêm thumbnail. À thumbnail đã sale thô bên dưới PC dưới máy tính á. Rồi bây giờ mình sẽ up lên bằng cách upload thumbnail ra ngoài desktop. Đây mình đã sale xong hết rồi, xong hết rồi đúng không, giờ nó chạy này. Đấy thì giờ bước tiếp theo là mình chỉ còn là gì, đang chuyển định dạng HD thì bạn chờ xong rồi nét cũng được, còn tới bước này các bạn nét là cũng được rồi, nghe không? Rồi ở đây các bạn sẽ cho là nét, ở đây ta có thể thêm nè, spring nè, này là thêm cái cuối định dạng đó, để cho người ta vừa nghe xong bài đó ta lại muốn nghe được cái bài nhạc khác thì mình sẽ đáp ứng nhu cầu cho họ ngay đó. Rồi qua phần này danh sách phát đó có ba cái nè, chọn cái nào cũng được đó, bạn có thể kéo tới kéo lui nè ha. Cho có từng tuần đi cho vui ha. Đó vậy đi, kéo qua rồi sale lại.
Rồi tiếp đến các bạn add thêm cái này cho mình. Cái này là gì? Này là những cái thẻ đề xuất nằm ở trên góc phải của video clip. Bạn chọn một, tiếp tục bạn cứ add đúng 5 video clip cho mình, cái nào cũng được, tại này âm nhạc không à, nghe cái nào cũng hay. Âm nhạc này mình có chọn lọc hết, bài nào cũng hay hết, mà âm nhạc này nó có sử dụng cho cái nghệ thuật nhảy múa cũng rất là tuyệt vời. Mốt xin mình sẽ ứng dụng những cái dòng nhạc này để khi mình làm là nó có mục đích hết tất cả nha, chứ không phải là cây khơi cái mình làm như vậy đâu bạn. Rồi bây giờ cái bước này rất quan trọng nè, chứ phải là xong bạn sale luôn nha, sai nha, nhiều bạn làm rất là sai. Thì sao đến bước này bạn kéo ra, kéo dạng nó ra, chia đều trên cái clip nhạc đó, clip đó 3 phút mấy bạn kéo ra, kéo cùng ra, nó có 5 cái thẻ này, kéo ra. Rồi cái này gọi là 5 thẻ đề xuất đó. Rồi này cộng thêm là màn kết thúc nè, màn kết thúc nè, thấy không, cộng 5 thẻ đề xuất. Cái này bị phát sinh nha các bạn nha, phát sinh quá trình upload rồi, được chưa? Còn cái này các bạn phải nhớ nha, cái phần này mình nhấn các bạn rồi ở nhà, bạn không bỏ vào là cái clip của bạn nó sẽ bị bản quyền đó nha, mình nói trước luôn rồi đó. Rồi ok, đúng bước này chúng ta lít sale, sau đó nó đã hoàn chỉnh rồi đúng không, đó quá trình mà làm sale là nó đã xong hết cái này rồi, và đây nó check nè, nó không có bị đỏ gì hết thì ok, nó đã chấp nhận. Tiếp đến các bạn lít và bóp lít bằng cách bạn lít vào đây và cho nó chạy. Ok, tới đây là video clip bạn đang bắt đầu khởi chiếu rồi. Và bước này thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ ok, sau khi mà các bạn đến đây các bạn thấy cái phần registration không? Có nghĩa là cái phần bản quyền á. Nếu mà các bạn bị bản quyền thì nếu bạn sẽ xem này, mình có để một cái clip bị bản quyền cho bạn xem. Đây. Khi mà bị bản quyền thì nó sẽ báo là copyright claim. Thì chúng ta sẽ click vào detail. Không? Thấy được cái bản quyền âm nhạc của nó không? Đây. Nó bắt là từ 00 tới 30 là hết clip luôn không? Là clip này mình làm để mình để cho bạn thấy được khi các bạn làm sai thì nó sẽ bị bản quyền như thế này, và có những bị bản có những cái clip nó bản quyền là sẽ đánh gãy luôn, nghĩa là cái kênh của bạn bị sập luôn. Còn nếu làm đúng thì nó sẽ không bị hết, các bạn thấy không, năm là ok hết ha, làm cho bạn thấy. Còn bây giờ tới phần tiếp theo đó là đăng lên weblog ở ngay phần bước 7 và bước 8 này nha. Ngay phần bước 7 này chúng ta có cộng thêm đó là cái màn hình kết thúc khi đang up lên nè. Rồi để cho bạn thấy luôn ha, rồi 5 thẻ đề xuất nè đó. Rồi sau đó là các bạn phải nhớ được cái phần nhắc lưu hoài nha, là bỏ link cho phép sử dụng âm nhạc và mô tả description. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bước 8 nào, đi ngược đời không, bước 7 nghe lên bước 9 rồi xuống lại bước 8, ok, để nó phát sinh nha. Rồi và tiếp theo đăng lên web blog, từ đây các bạn sẽ tạo cho mình một cái blog cũng được nha, một trang web blog. Thì đây các bạn sẽ xem ra đây, no copyright 24 giờ, và đây là cái web của mình mình đã tối ưu hết ha, đấy đấy tối ưu để làm âm nhạc. Thì bây giờ mình sẽ đăng bài lên như thế nào, bằng cách đầu tiên các bạn tạo một cái web cơ bản xong. Để xem cái web này thì các bạn có thể vào cái kênh YouTube của Huỳnh Văn Thanh Quan, và các bạn tìm đến cái mục là blog. Tại kênh này kênh tổng hợp rất là nhiều thể loại, rất là nhiều chủ đề các bạn, đây là web blog đây, thiết kế web blog, thì bạn lít xem cái lít này giùm mình ha, không thôi là xem từng phần này đấy. Rồi các bạn mới nắm rõ được ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn nào, giờ đăng lên đây vào mạng xã hội ha. Đầu tiên mình sẽ lít vào new spot,
Và để giảm thiểu thời gian nè, chữ cho mẹo bạn lấy cái phần của clip cũ nè, lấy chỗ đây như vậy, lấy những cái clip nào mà cũ ơi cũ á, cái sườn nó ngắn thôi, đây 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 cái sườn ngắn nè đúng không, rồi đang bỏ lên bên đây cho mình, nó hướng dẫn cho nhanh ha, khỏi copy copy lại, rồi paste nó vô, cứ để đây, rồi các bạn sẽ ra cái channel của mình nè, ra clip vô copy ở đây cũng được, hay là ngoài clip của bạn đang xem cũng được ha, rồi copy bỏ vô nè, bỏ vô tiêu đề nè, ở đây các bạn bỏ ngay phần là font size is large, chúng ta bỏ ở đây nè, này mình đang làm trong code nha. Rồi tiếp đến bước tiếp theo thôi là xong rồi, là xong cuộc đời này, kênh nào coi chừng lộn kênh nha, đây kênh này của mình nè, có cái kênh này kênh của NSS, là kênh của cái tác giả lớn của YouTube, thì bạn chọn cái ID URL này nè, nghe không, đây, copy mạng xã hội nè, rồi ID YouTube, ê ê ê ê không mà tắt nha, tại lúc mình thu mình dán nhạc này vô cũng bị bản quyền các bạn nha, có vài giây chắc không sao, rồi ok ID YouTube, thì ID YouTube nó sẽ là nằm ở đây. Đây mình sẽ cho nó màu đỏ thì đó để bạn nắm ha, đó rồi tiếp đến các bạn sẽ bỏ vào trong cái phần đây nè, HTTP YouTube nữa không, ngay phần chữ embed nè, thì cái ID của nó sẽ gồm có 11 chữ, à, 11 ký tự hay nè, 11 ký tự mình sẽ embed vô đây, sau đó bạn sẽ lít, nếu bạn muốn thêm vô cái phần nào của bạn mô tả cũng được nè, đây, bạn có thể copy thêm đó, bạn copy thêm bỏ vô, bỏ vô thì chỉ các bạn nào bạn qua cái tab này nè, Combot View xem đây nè, delete đây, rồi bạn cho nó qua bên left, rồi bạn bát nó vô, lót lấy copyright nó bị vậy không, mình cho nó lớn lên rồi, rồi ok đó, như vậy đó bạn đã xong mà, ở đây mình cho là cái nè em set nè, rồi bước tiếp theo là mình chỉ còn việc là public thôi, confirm, và đây nó đã có trên website, các bạn mở cái website lên đây thấy không, Lasky bước vào và cái giao diện này load rất nhanh các bạn ha, và nó có thể bật trắng nè, hợp lối nè nha, ok hết á, rồi ok chưa, đấy web đẹp không, giờ đi mạng xã hội, mạng xã hội thì gồm những gì, gồm Facebook, bây giờ ra đây thì mình sẽ vô một cái trang Facebook mạng xã hội bạn có thể là Instagram hay là có thể là Zalo không, hay Twitter hay Pinterest, thì nó rất là nhiều mạng xã hội, thì nó bao gồm rất là nhiều, ở đây bạn sẽ gõ lên đây, bạn up lên này ha, à, nghe nghe giải trí hay nhất, rồi ở đây nhớ nè khi mà là web blog, khi bạn chưa có tên miền mà dùng đường link này chia sẻ thì là Facebook nó sẽ không cho nha, nó sẽ không có hiện đâu, được chưa, bạn nhớ dùm nha, rồi đó cái khi mà bạn còn có đuôi này nè, chia sẻ lên mạng xã hội nó có nhiều 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 thứ lắm,
nó sẽ báo lỗi, nó sẽ không cho. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ bằng cái link YouTube. Link YouTube thì ok nha. Rồi ở đây, còn không thôi á chị và bạn, bạn lấy nguyên cái danh sách phát vô chỏng cho ta nghe cho đã luôn. Có nghĩa là sao, nhiều bài hát trong đó đây, nhiều bài hát của kênh các bạn nè, đúng không? Đấy, trong đây nhiều đúng không? Rồi mà ở đây các bạn lấy một bài thôi, tại mình đang chia sẻ mọi người nghe là cái bài nhạc đó đúng không, thì chúng ta không có thể đưa vô, trừ khi các bạn đã đưa cái clip này vào danh sách phát rồi thì chúng ta mới cho mọi người nghe bằng danh sách phát. Đây mà mình chỉ cho bạn luôn ha, đây thêm phát sinh thêm cái bước 10 nè, bước 10 đưa bài nhạc vào danh sách phát và chia sẻ lên mạng xã hội. Đây cái này rất là hay ha, này phát sinh nha, phát sinh sẵn làm luôn. Ở đây các bạn click vào cái mô tả nè, đặt bên đi, vô nó đề xuất một bài nhạc nhé. Giờ mình mở ra qua đây trước đi, không làm sao. Bạn click vào customize, customize mạng giờ nó hơi bị chậm, giờ này nhiều người sử dụng, chín mấy 10 giờ là giờ này là mọi người đang nằm bấm máy bấm điện thoại đấy. Rồi chúng ta vào phần là playlist, tiếp đến là các bạn sẽ chọn cho mình ở đây, đây là cái danh sách phát của mình. Rồi các bạn click vô ba chấm này nè, add video. Thấy không, do YouTube video. Đây có Sky, add vào. Nằm đâu, nằm dưới cùng các bạn, có Sky. Đây nè không, nó có rồi. À nó tự nhảy ra rồi nè, thì mình bỏ đi, bỏ bớt một bài đi, có rồi bỏ. Rồi mình sẽ click vô đây nè, move to top. Rồi bạn xem nhảy lên đầu luôn, sau đó bạn lấy cái danh phát xếp phát này, rồi các bạn copy được link này đúng không, chữa nhau tôi bỏ qua đây cái. Bỏ qua cái test trước rồi, hãy bỏ qua file DLC này để nó không bị lỗi. Rồi bạn đi rút gọn link chút xíu, rút gọn link á, bạn vô cái phần này cho mình là tiny url, những trang này trang rút gọn link miễn phí và nhanh đó. Chúng ta click vào mac, rồi nó ra đường link ngắn này, copy này. Bỏ qua luôn ha. Rồi có bị đường link ngắn này nè, để tất cả cho qua đây. Đó bạn thấy chưa, thì nó hiện lên cái bài nhạc của bạn rồi và cái bí quyết nữa nè bạn. Rồi bạn xem nha, thêm cái biểu tượng cảm xúc đi, mình thêm vô. Cho nó hấp dẫn ha,
Rồi sau khi bỏ xong nào bạn xóa này luôn cho mình. Cái này là bí quyết nha, bí quyết ít ai biết cách này lắm. Tại khi mà cái bài post của nó đề xuất lên cái đường link của bạn rồi, các bạn bỏ đi, nó vẫn đề xuất và nó không thấy đường link. Bây giờ mình đăng cho bạn xem. Rồi bạn thấy không? Và sau khi mà mọi người vào cái bài đăng của các bạn và click vào cái hình nè, bạn xem, nó sẽ đưa về cái kênh YouTube đó để họ nghe thưởng thức âm nhạc. Và ở đây họ vô được cái gọi là mê hồn trận của các bạn luôn. Có nghĩa là sao? Là có nghĩa là các bạn cho mọi người nghe được rất là nhiều cái âm nhạc bạn đã làm luôn nè. Nhưng một cái này là của bạn không luôn. Đó, họ thích nghe xong qua bài khác, qua bài khác họ phiêu liên tiếp. Nhưng mà khi mà họ nghe họ không biết về âm nhạc thì không sao, nhưng mà khi họ nghe mà họ vui vui họ quay clip thì cái là cái mệt của họ đó. Tại sao? Tại vì những bài nhạc này là những bài nhạc bản quyền, khi mà họ quay họ up tùm lum lên là không được, giống như mình up đâu nha, nó phải có quy trình làm đàng hoàng như vậy đó. Thì như vậy bạn đã giúp cho mọi người có được cái sự giải trí âm nhạc rất là tuyệt vời, phải không? Ok, qua đó thì các bạn thấy sự lợi hại của mạng xã hội chưa? Và chưa kể là bạn còn mạng xã hội gì nữa, TikTok, đúng không? Rồi Instagram, nãy mình có nói rồi đó. Đấy, rồi Zalo, rồi tất tật vân vân. Cứ đưa thì bạn sẽ có traffic đổ về. Và qua đó thì mình sẽ xin kết thúc clip tại đây. Và cái vừa làm cho bạn xong thì mình cũng có làm một cái ảnh thumbnail về cái bài hướng dẫn này luôn. Đây, cái thumbnail này nha, của cái clip này luôn. Và bạn thấy không? Làm một cộng đô la Việt, NCS Tutorial Memory One Loop Step by Step. Clip này phải là clip giá trị và rất là chất lượng mà mình gom vào cái tâm huyết của mình để mình hướng dẫn cho tất cả các bạn. Cái clip này dài có thể gần 1 tiếng đồng hồ hoặc là chưa tới 1 tiếng, thì quá trình thu mình không rõ để mình có thể bao lại những cái đoạn chờ đợi để bạn đỡ tốn thời gian. Và ở đó mình xin chúc mừng các bạn đã có được clip này và hãy bắt tay vào làm thôi. Và hãy xem tới xem lui, có thể bạn bỏ 1 ngày hoặc 2 ngày bạn xem và ghi chép vào, và ghi chép gì, ghi chép những cái bước và những cái công đoạn của mình làm cho bạn này, không nó rơi tầm là bao nhiêu. Lúc đầu mình chỉ nghĩ là 8 bước thôi là đủ rồi, nhưng mà nó lại có phát sinh, đúng không? Phát sinh từ cái bước 7, nó phát sinh nhiều thứ khi lúc đăng lên clip rồi rồi xong trên web như thế nào, đúng không? À, web này, web blog này nè, mình sẽ nói thêm nha. Web blog thì bạn không cần hosting nè, không cần hosting. Rồi bạn cứ cần gì, chỉ cần domain cộng giao diện. Rồi đó, chỉ đơn giản hai cái này là bạn có một cái trang web tuyệt vời giống như của mình đang hướng dẫn các bạn thôi, và không có cần hosting, đúng không? Và cái này mình cũng chưa có hướng dẫn các bạn là chỗ domain gì đó đâu ha. Được chưa? Mình đang hướng dẫn những cái mà gọi là free, gọi là những cái mà miễn phí thôi. Và hãy làm nó đi, rồi từ khi bạn cảm nhận được nó rồi bạn hãy đầu tư. Còn không thì bạn cứ làm những như mình đi. Nhưng mà đặc biệt này, cái phần đặc biệt là cái phần quan trọng là cái Canva này ở đâu đây này. Đây, mình cũng sẽ tặng các bạn luôn. Bạn làm ơn vào cái kênh là Huỳnh Văn Thanh Quan. Đây có phần tặng các bạn rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Bạn quên nha. Đâu rồi? À, trên web. Trên web đó mình có cái chỉnh phần là khi mình refresh lại thì cái clip nó tự động phát. Đấy. Đấy. Cái về bảy cái này là nhiều người không biết là vô là dính bảy, cái nghĩa là bị dính bản quyền ngay. Đấy. Nhưng cái clip mình hướng dẫn chắc có vài chỗ nó sẽ bị đó. Nhưng mình coi chỗ nào bị thì mình nhét nhét vô. Hy vọng là nó có vài giây nó sẽ không bị. Ok. Ở đây nè, vào kênh Hình Văn Quang nè. Xóa bạn vào cái phần là video nè. Rồi để bạn thấy cái mục này không?
tặng 1.000 tài khoản Canva Pro thì các bạn xem clip này giùm mình, bỏ chịu khó bỏ chút ít thời gian xem và đăng ký, nó chỉ tầm có 5-10 phút thôi thì các bạn có được một cái tài khoản phiên bản Pro như thế này để các bạn làm âm nhạc được chưa? Ok, bữa nào xem nhá, mình đã hướng dẫn chi tiết ở trong cái clip đó rồi, bạn hãy xem thôi. À, còn bây giờ cái clip này là clip tâm huyết nhất của mình và mình đã nói các bạn rồi, step by step, từng bước hay gọi là coaching luôn đó bạn, cách làm nhạc NCS từ các khâu tìm nhạc bản quyền rồi cách phải tải xuống rồi cách edit phim rồi cách tạo ảnh rồi cách làm sale rồi tất tần tật vô một clip này hết. Những bạn nào nhận được cái clip này thì mình xin chúc mừng các bạn và hãy bỏ chút thời gian. Một ngày bạn có thể xem tới 20 hai ba lần cũng được và ghi chép vào là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì để có được một cái bài nhạc NCS hay như thế này thì các bạn phải chịu khó xây dựng ra được một cái kênh channel như thế này nha. Cơ bản là các bạn phải làm được một cái giao diện YouTube nó phải đẹp thế này cái đã, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt tay vào làm những cái hướng dẫn của mình nha, bố cục banner logo rồi những cái đề xuất như thế này, và phải có được đó thì cái miếng ăn vậy mới làm lâu dài được nha. YouTube là cái mỏ vàng mà chúng ta phải đào như thế nào, đào từ từng miếng nhỏ và từ đó nó sẽ đào sâu vô những cái mỏ vàng lớn nha. Đó là quá trình mình xây dựng đó bạn nha. Ok, còn bây giờ mình xin tạm dừng clip ở đây. Nếu các bạn thấy clip hay và ý nghĩa và có được những giá trị tuyệt vời từ Huỳnh Văn Quang thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình, hoặc các bạn like và chia sẻ và lan tỏa cho mọi người cùng xem và cùng biết cách làm nhạc NCS chi tiết chức qua chỉ một clip của Huỳnh Văn Quang hướng dẫn các bạn. Và đặc biệt hơn, nếu bạn khó khăn gì hơn nữa thì trong quá trình làm việc thì các bạn có thể liên hệ với lại số hotline của mình cũng được nha. Hotline nghe nói hotline nghe ghê quá ha, nghe phone thôi gì đâu. Rồi các bạn có thể là Zalo mình cũng được, qua số là 035354. Gặp Thanh Quang. Rồi YouTube. Rồi đấy, cho bạn cứ trình bày ra, tôi đang muốn làm theo cái này hay sao đó, đường vướng phải gì thì cứ liên hệ mình nha. Đây mình để số điện thoại đây các bạn, rồi nếu bạn nào muốn cầm tay chỉ việc hay là gì đó hay gì thì cứ liên hệ số này mình thôi ha. Rồi mình chỉ dùng một số này để cho làm việc emo, để tư vấn và chia sẻ với bạn thôi. Còn bây giờ mình xin tạm dừng bước ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.